Bước vào đại học là bước vào một cuộc sống mới với môi trường mới và những mục tiêu mới. Xen lẫn giữa niềm vui, sự háo hức sẽ luôn có nhiều bất ngờ, thậm chí là những cú sốc không hề nhỏ dành cho các tân sinh viên. Vậy điều gì khiến bạn bất ngờ nhất ở môi trường đại học? Hãy xem những người học giỏi như sinh viên Bách Khoa phải chịu những cú sốc nào ở môi trường đại học. Em tên là Nguyễn Phước Hội, em đang học lớp công nghệ giáo dục ED2 của trường Đại học Bách Khoa. Trường là to đấy anh. Lớp học thì giảng đường đông, phải 200-300 người. Với lại là em sốc nhất là các anh chị đi trước ấy, nói là học đại học ngàn lắm em, không phải học đâu. Cái đấy. Thực tế thì sao? Thực tế thì học nặng lắm anh ạ. Học có thể là cày ngày cày đêm nhưng mà vẫn tạch. Ví dụ một môn toán thì nó sẽ gấp khoảng 4-5 lần nữa. Tên là Phạm Lê Việt Anh, hiện nay đang là sinh viên năm thứ 5 của Đại học Bách Khoa Hà Nội, em học thư điện tử. Khi mà em lên môi trường đại học thì thứ nhất là em sốc ở giảng đường, nó rộng, và thứ hai là thì các cái môn học khiến em khá là sốc vì nó khó, như là giải tích, như là đại số, các cái môn về triết, tư tưởng. Phong cách của đại học thì chủ yếu là tự học, và chính vì phong cách tự học nhiều sinh viên trên đây rất dễ bị tạch môn vì không kiểm soát được cái thời gian tự học. Dạ em tên là Trần Đức Hải ạ, em ở đến từ Viện Sư phạm Kỹ thuật ạ. Dạ em thấy là sốc là năm nhất là học các môn đại cương ạ. Là kiểu giải tích đại số ấy. Thường là bảo năm đầu là chưa quen ấy, nên thường có khả năng là tạch giải tích cả đại số ạ. Sinh viên về tự tìm hiểu tự học. Hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Em tên là Tống Thị Thư ạ, em học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ạ, K64 ạ. Hiện em học ngành kỹ thuật thực phẩm ạ, phí sốc thì nhiều lắm ạ, kiểu học phí thì cũng cao ạ, học lại thì rất là đắt ạ. Và chương trình học thì cũng khó, thầy cô giảng thì nhanh. Cấp 3 thì một buổi chỉ học được một vài bài thôi, còn lên đại học thì một buổi thầy viết kín cả 6 bảng luôn ạ. Sốc không? Sốc lắm ạ. Tức là sao mình thu nạp được rất nhiều như thế ạ? Mình không thu nạp được thì về nhà phải tự học thôi ạ. Đừng tin những lời anh chị trước, học đại học không nhàn đâu.